Giờ học về lịch sử giáo hội do Linh Mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn. Xin chào quý bạn chị em. Chúng ta đã học lịch sử giáo hội Công giáo Việt Nam về giáo sĩ Adonis với việc công chúa Mai Hoa được rửa tội, và sau đó đã lập một cái tu viện riêng. Và ở đây, từ cuối năm 1591, tại Kinh Đô An Trường, con trai của Nguyễn Hoàng đã được giáo sĩ Alfonso da Costa dạy đạo và ban phép rửa tội, đặt tên thánh là An Tôn. Mấy ngày sau, An Tôn đã vào thuận hóa với cha, và do ảnh hưởng của công chúa tu viện trưởng Mai Hoa, bà thân mẫu của Nguyễn Hoàng cũng được dẫn đến giếng rửa tội với con trai và ba người con gái. Sau này Thái hậu, tức là mẹ công chúa, cũng xin chịu phép rửa khi đau nặng. Sau 13 ngày Thái hậu đã từ trần, và hai giáo sĩ Da Costa và Gonçalves đã rửa tội nhiều người. Về nữ tu viện này, hai giáo sĩ đã kể lại là các nữ tu có lòng sốt sắng lắm, nhất là bà bề trên, thường cầu nguyện, suy gẫm và năng xưng tội rước lệ. Và từ năm 1616, tức là năm sau, cái cuốn sách History y Viaje del Mundo của De Cervantes được phát hành, thì Đức cha Giáo Đà Bia Đa Lệ dòng Đa Minh, giám mục Macao, đã đến Madrid, tức là thủ đô Tây Ban Nha. Đức giám mục có đưa ra hai bức thư, một của triều đình nhà Lê, một của công chúa tu viện trưởng Maria. Thư bà Maria viết bằng tiếng Tây Ban Nha: cha Pedro của tôi không trở lại, Đức Tông Phục đã không cho người được trở lại, và Đức giám mục Macao vào ý kiến vua Tây Ban Nha, xin nhà vua sai giáo sĩ Adonis trở lại Việt Nam, và nhà vua đã ban chiếu thư đặt giáo sĩ làm tổng đại diện các vương quốc Tukino và Champa, tức là vùng ở phía bắc và vùng nước cha. Rất tiếc là sức khỏe đã không cho phép giáo sĩ Adonis đi nhận cái chức vụ này. Trong cuốn Tratado, tác giả đã nói đến việc Đức giám mục Macao, Đức cha Da Bia Đa Lệ, sai ba cha dòng Đa Minh sang ba cha dòng Francisco sang Việt Nam theo sự yêu cầu của công chúa tu viện trưởng Maria để thay thế hai linh mục triều Da Costa và Gonçalves đã qua đời rồi. Việc sai ba cha dòng phù hợp với thời nhà du hành Pháp tên là Montferran đến Macao hồi năm 1615 đến 1616, là năm ông được gặp hai cha dòng Francisco mới từ Việt Nam trở về. Thì cũng theo nhà du hành này, Montferran thì bấy giờ ở nước An Nam đã có nhiều Kitô hữu rồi. Chắc chắn là không phải ở phía Bắc triều nhà Mạc, vì các cha dòng Francisco đã bỏ ra đi từ năm 1586, nhưng ở Nam triều thuộc vua Lê, và một họ đạo gần Vạn Lại và một nữ tu viện. Năm 1615, theo cha Bujomi, khi mới tới xứ miền Nam này, đã gặp một thấy một số tín hữu ở vùng đất Thuận Hóa, và chắc chắn là con cháu Kitô hữu đã được giáo sĩ Adonis rửa tội hồi tháng 7 năm 1591. Vào đầu năm 1592, cha Adonis cùng các bạn đã đi khỏi Việt Nam, xuống xứ Chim Thành ở lại một thời gian ngắn, rồi sau đó trở về châu Âu. Và chúng ta biết là dù là cha Adonis ở Việt Nam không có lâu, chỉ có tháng 12 năm 1590 tới tháng Giêng năm 1592 là chỉ có hơn một năm thôi. Nhưng mà vì tâm lý của ngày xưa, vì công chúa Mai Hoa trở đại lại đạo, và sau đó Nguyễn Hoàng là một viên tướng của triều đình cũng đã nhận sự bào chữa của Adonis ở triều đình, cho nên
các quan cũng như những người ở trong nước thấy cái ảnh hưởng của những người lớn theo đạo thì họ trở lại đạo. Cho nên thời năm 1650 đó là đã có một khoảng 100.000 tín hữu Công giáo Việt Nam rồi. Và đó là những cái bước đầu tiên. Và chúng ta biết sau cha Ordonez thì có 4 chuyến đi của các cha dòng Đa Minh từ Phi Lục Tân sang Tân Lạp. Tân Lạp ngày xưa là cái vùng miền Nam của Việt Nam bây giờ với Campuchia. Tân Lạp bây giờ là Campuchia. Nhưng mà hồi đó cái vùng đất ở phía miền Nam là thuộc về Campuchia. Mà lúc đó gọi là Tân Lạp. Rồi Chim Thành là cái vùng ở miền Trung. Và các cha này đã đến trong khoảng 1596 tới 1626. Thì chúng ta cũng biết là cái vùng Tây Ban Nha đã chiếm ở bên Phi Lục Tân. Thì cái quần đảo Luzon bị Tây Ban Nha đánh chiếm từ năm 1527. Toàn thể quần đảo được chinh phục dưới triều của Philip thứ hai 1556 tới 1598. Và năm 1565, và quần đảo mang tên vua Philip, tức là Phi Lục Tân, Philippines, lấy tên là Philip. Đức tin Công giáo đã lan rộng mạnh mẽ, mau lẹ trên cái quần đảo này. Và năm 1579, cha Domingo Salazar dòng Đa Minh thuộc tỉnh dòng Thánh Gia Kobe, Mexico, được tòa thánh đặt làm giám mục tiên khởi thủ đô Manila. Theo sự đề nghị của vua Philip thứ hai, trước khi đi nhận chức thì đức cha Salazar về Tây Ban Nha tuyển mộ chiến sĩ đức tin cho địa phận mới. Ở cuối năm 1579, đức cha cùng với 20 thầy sai Đa Minh đã đáp tàu đi Phi Lục Tân, nhưng 18 vị đã chết trên đại dương, không có đến được Phi Lục Tân. Một vị phải ở lại Mexico, chỉ có một mình cha Cristobal de Salvatierra cùng với đức cha tới Manila năm 1581. Chúng ta biết nó thời gian đi nó khó khăn như vậy. Là năm 1579 mà tới năm 1581 là cả 2 năm sau mà 20 vị đi, chỉ còn có một vị cùng với đức cha tới Manila thôi. Theo sự yêu cầu của đức cha Salazar thì cha Juan de Crisóstomo cũng thuộc tỉnh dòng Thánh Jacobe cùng với 24 tu sĩ dòng Đa Minh là 21 linh mục, một học sĩ và 2 trợ sĩ từ Tây Ban Nha sang Phi Lục Tân với ý định là thành lập một tỉnh dòng mới. Thì cha de Crisóstomo xin từ chức để trao hết quyền hành cho cha Juan de Castro. Đoàn từ xa đã xuống tàu đi Cadiz ngày 17 tháng 7 năm 1586, tức là sau 5 năm đức cha tới Manila Phi Lục Tân. Và họ đã qua Mexico tới cửa Cadiz ngày 21 tháng 7 năm 1587. Rồi đoàn truyền giáo 25 người, chỉ còn được 15 người. Một cha phải ở lại Tây Ban Nha, 3 cha đã chết trên đường đi. 2 cha và 1 trợ sĩ ở lại Mexico, và 3 cha thì đi Macao. Đoàn 25, ngày 25, cái đoàn truyền giáo này đã tiến vào thủ đô Manila giữa niềm vui của đức cha Salazar và sự hân hoan của cộng đoàn tín hữu. Năm 1587, tức là sau 6 năm sau, đức cha mới có thêm được những người trợ giúp. Các tín hữu quả cảm bắt tay ngay vào việc ngày 1 tháng 1 năm 1588, thì một tu viện và một thánh đường được khánh thành, dân kính thánh tổ phụ là Đa Minh. Tỉnh dòng mới được thành lập ngay sau đó, mang tên Giác Thánh Mân Côi, và được Tổng hội dòng họp tại Venezia năm 1592 chính thức thừa nhận. Không đầy 10 năm sau, tỉnh dòng đã phái người sang tìm đường truyền giáo trên đất Chim Thành và tại Tân Lạp, tức là Campuchia và Chim Thành, tức là miền Trung và miền Nam của Việt Nam, là 2 xứ bây giờ nằm trong ảnh hưởng quyền lực của Việt Nam bằng 4 chuyến đi. Thì chuyến đi thứ nhất 1596, từ năm 1595, thì vua Xê Chế Trà thứ nhất của nước Tân Lạp, tức là Campuchia, đó, Campuchia, nhờ hai ông La Ruiz người Tây Ban Nha và Diego Veloso người Bồ Đào Nha xin vị toàn quyền xứ Phi Lục Tân. Bây giờ là Don Luis Perez Basmarina gửi một số binh sĩ sang giúp nhà vua củng cố nội bộ chống ngoại xâm.
Đồng thời cũng xin cử ba vị linh mục dòng Đa Minh sang giảng đạo. Được sự yêu cầu nói trên, tỉnh dòng Đức Thánh Mân Côi sai cha giám tỉnh Alfonso Jiménez, cha Diego Duarte và thầy trợ sĩ Juan Bautista Deza. Một toán binh sĩ Tây Ban Nha 130 người và một số lính thợ phi luật tăng. Dưới quyền chỉ huy của đại úy Juan Suarez Galinato cùng lên chứng thuyền. Hai thuyền bườm, một lớn, một thuyền nhỏ, đã lướt sóng đại dương đi tới Tân Lạp, tức là Campuchia. Ngày 18 tháng 1 năm 1596, một chiếc thuyền khác cũng nhổ neo từ Manila, Tân Lạp. Thì thuyền buôn lớn chạy trước và tới nơi vô sự. Còn chiếc thuyền và thuyền bườm nhỏ chở các thừa sai cùng đi với nhau tới bờ biển Tân Lạp. Bỗng một trận bão lớn đã nổi lên, quá nguy hiểm. Chiếc thuyền của đại úy Galinato phải đổi hướng đi về hướng Malacca của Mã Lai. Trong khi thuyền nhỏ bị sóng đánh dạt vào bờ ngày 9 tháng 2, sau nhiều ngày phải đương đầu với sóng gió, thuyền của các cha vào được sông Cửu Long, tức là con sông mà thuyền lớn đã ngược dòng lên tới Chudamue, Châu Đốc, nơi chỉ cách kinh đô Resanto khoảng 35 km. Vừa tới nơi thì cha được tin là vua Checheta đã bỏ trốn sang bên Lào rồi, vì đã không chống nổi cuộc xâm lăng của người Sin, tức là người Thái Lan. Trong khi đó, thì hoàng thân Rea Roam chiếm ngôi nhà vua. Tân vương mời các thừa sai trên thuyền nhỏ cứ tiến vào Chudamue, là nơi chiếc thuyền lớn đang chờ đợi. Đó là âm mưu của kẻ chiếm vị muốn thanh toán cái đoàn người Tây Ban Nha này. Nhưng trước đó không lâu, đã đánh chìm mấy chiếc thuyền của người Trung Hoa đậu trên sông Cửu Long. May mắn là lúc ấy toán binh sĩ Tây Ban Nha 40 người trên chiếc thuyền đi sau cũng vừa tới nơi, và đã tiến thẳng tới Cipre Santo để giải vây cho hai thuyền lớn, thuyền nhỏ. Sau đấy mấy hôm thì đại úy Galinato từ Malacca đã tới, ra lệnh cho đoàn tàu theo bờ biển đi lên Quảng Nam và Thuận Hóa. Thì đến cửa hàng, từ đằng xa trông lên ngọn đồi gần đấy, đã thấy một cây thánh giá rất lớn dựng ở đó. Và theo truyền thuyết thì 13 năm trước, có một số người định tâm phá thánh giá này, nhưng đã bị trừ phạt. Đó là cái suy nghĩ của những người mà ít có ác tâm tới để phá thánh giá đó. Nên từ đó, những người lương dân đều kính sợ và không có ai dám đến phá cây thánh giá này. Lên đến cửa hàng, thì đoàn người Tây Ban Nha gặp hai cha dòng Agustino làm trung úy cho các thủy thủ và thương gia Bồ Đào Nha quen qua lại ở đó. Cha Aduarte lên tận cửa Thuận Hóa thăm quan Tổng Trấn, và quan Tổng Trấn này là một trong các người con của Nguyễn Hoàng. Năm 1592, Nguyễn Hoàng phải đích thân đưa quân ra Bắc giúp vua Lê đánh nhà Mạc. Sau đó phải ở lại suốt 8 năm ở ngoài Bắc. Nên khi ra Bắc, Nguyễn Hoàng đã trao quyền cho người con. Nhưng ông Tổng Trấn này không phải là người được linh mục Da Costa rửa tội, mà giáo sĩ gọi là Don Antonio. Và cùng đi với cha có ông Blas Ruiz và Diego Veloso, cố vấn của vua Checheta thứ nhất. Hai ông đang tìm đường sang bên Lào gặp nhà vua đang trốn ở đây. Quan Tổng Trấn họ Nguyễn đối xử vị thừa sai và hai ông rất tử tế, mời cha Aduarte ở lại và hứa sẽ xây cho một ngôi thánh đường cùng sắm sửa mọi việc cần thiết. Cha Aduarte xin trả lời sau vì phải hỏi ý kiến ca bề trên. Jiménez bây giờ đang ở cửa hàng. Cha trở lại cửa hàng cùng với một viên quan của Tổng Trấn để gặp cha Jiménez. Cha bề trên hứa sẽ đi Thuận Hóa để xem tình hình. Hôm ấy là ngày 28 tháng 8 năm 1596, thì hai cha dòng Agustino mừng lễ Thánh Tổ Phụ, có mời các cha Đa Minh tham dự. Sau thánh lễ, cha Jiménez ở lại trên bộ, còn cha Aduarte cùng với thầy trợ sĩ Deja đã xuống thuyền. Một biến cố bất ngờ xảy đến trong tháng 3, ngày 3 tháng 9, là hải quân của chúa Nguyễn tấn công đoàn thuyền Tây Ban Nha.
Chiếc thuyền nhẹ thì chạy thoát được, nhưng hai chiếc thuyền lớn phải đối phó cam go mới có thể rút lui được toàn vẹn. Và tại sao có chuyện bất ngờ xảy ra như vậy? Thì cách đó 3 năm, toàn quyền Gomebelez Dasmarinas sứ phi lục tân trong một chuyến đi sang Trung Hoa bị hải tặc giết và bị cướp tàu. Thì đại úy Galinato khi tới cửa hàng nhận ngay được chiếc tàu đó đang ở trên bãi biển, liền cử ông Gregorio de Vargas lên Thăng Long đòi lại. Thì vua Lê và chúa Trịnh nghe nói đã nổi giận, đòi giết Vargas và hạ lệnh tấn công đoàn thuyền Tây Ban Nha đang đậu ở cửa hàng. Khi cuộc xung đột xảy ra thì cha Jiménez mắc kẹt ở trên bờ nên bị giam giữ trong nhà các cha dòng Agustino. Trong thời gian ở lại ở trên đất Việt này, cha Jiménez đã khuyên được hai tù nhân bị án tử hình theo đạo và chịu thắp rửa. Sau đó, cha làm lễ an táng theo lễ nghi Công giáo. Ít lâu sau, tiện có tàu Bồ Đào Nha đến thương cảng, cha Jiménez được phép theo tàu đi Macau trước khi trở về Manila. Còn cha Aduac và thầy Deza theo đại úy Galinato di Malasca cũng đã về tới Phi Lục Tân từ mấy tháng trước. Rồi sau đó là chuyến đi thứ hai, 1598 tới năm 99, thì vua Chân Lạp, bây giờ là Bông Hy Tân, có hai ông Blas Ruy và Diego Veloso làm cố vấn. Hai ông bàn với nhà vua cần phải có linh mục và binh sĩ người Âu mới giữ được ngôi báu và nền độc lập. Bông Thea Tân nghe theo. Ông đã gửi thư xin toàn quyền Phi Lục Tân, bây giờ là Don Francisco Tenlo de Guzman, phái một toán lính cùng với hai cha Jiménez và Aduarte sang giúp. Vị toàn quyền là người có sẵn tinh thần tông đồ, đã không ngần ngại xuất ra một phần hạm đội gồm hai tàu lớn và một thuyền buồm với một đại đội hải quân gồm 150 người. Chuyến đi này được cựu toàn quyền Don Luis Dasmarinas chủ huy và bao hết phí tổn. Đoàn thuyền nhổ neo ngày 17 tháng 9 năm 1598, trực chỉ tới Chân Lạp, tới Campuchia, tới miền Nam Việt Nam. Nhưng sau 6 ngày đường, đoàn thuyền bị một trận bão đánh bạc chiếc thuyền buồm và một hải đảo thuộc Phi Lục Tân. Chiếc thuyền lớn nhất trong đó có Don Dasmarinas, cha Jiménez và hai thầy dòng Francisco cũng bị đánh dạt vào một hoang đảo gần bờ biển Trung Hoa. Chiếc tàu thứ ba chở cha Aduarte bị trôi lên đảo Babillon, Phi Lục Tân. Khi trời đã yên biển lặng, Don Dasmarinas cho tàu đi Lambare, một hòn đảo cách Macao 8 hải lý về phía đông nam. Cha Aduarte được lệnh trở về Manila, còn những người đi với cha sang một thuyền khác để ghé vào Lambare. Ngày 6 tháng 9 năm 1599, cha Aduarte một lần nữa theo tàu đem nhiều lương thực rời bến Manila đi cứu viện Don Dasmarinas và đồng bạn đang còn ở Lambare. Ở đây chúng ta không nói tới những gian nguy bắt bớ giam cầm mà cha Aduarte phải chịu trong những ngày đi tìm vị khâm sai hoàng đế Trung Quốc. Bây giờ đang kinh lý thanh tra ở tỉnh Quảng Đông để xin cho đoàn người lâm nạn được rời khỏi Lambare. Cha phải mất nhiều lễ vật và tiền bạc mới được như ý. Khi đã được phép, cha phải lập mưu mới thoát khỏi Quảng Châu. Khi tới Macao, cha Aduarte ở lại nghỉ ngơi sau nhiều ngày gian truân vất vả. Trong khi Don Dasmarinas cùng với các bạn đồng hành đi thẳng về Phi Lục Tân trở lại. Trước khi đoàn thuyền nói trên bị lâm nạn, đã có một chiếc tàu từ Manila đi Chân Lạp với tư cách là ngoại giao. Trên tàu có hai linh mục dòng Đa Minh là cha Chu Ân Maldonado đóng vai đại sứ và cha Pedro de la Bastida. Khi hai vị đến nơi thì vương quốc có nội chiến, vua Bông Thea Tăng đã bị băng hà rồi, thái tử Bông Thea An còn ít tuổi lên kế nghiệp dưới sự giám hộ của người đàn bà chịu nhiều ảnh hưởng của Hồi giáo. Do đấy người Tây Ban Nha chỉ được nhìn bằng một cặp mắt nghi kỵ thôi, họ không có muốn nữa, vì vua Bông Thean Tăng đã băng hà rồi, đã chết rồi. Và vì vậy không được nhà vua tiếp kiến, cha
Maldonado bỏ Kinh Đô rút ra cửa sông Cửu Long. Tại đây, cha chứng kiến một cuộc hạ chiến giữa người Mã Lai và người Tây Ban Nha. Nhiều người thiệt mạng, trong đó có cha De La Bastida. Sau trận chiến, cha Mandona cùng đồng bạn đã sang chiếc thuyền của đại úy cho Don Juan de Mendoza để đi xuyên la qua Thái Lan. Khi tới nơi, cha Maldonado gặp một linh mục cùng dòng người Bồ Đào Nha, cha Giọt Đa Mô Tà, đang bị vua Xin giam giữ. Thì hai cha đã lập mưu trốn xuống thuyền Tây Ban Nha. Khi nhà vua nghe biết cha Giọt đã bỏ trốn, liền sai ba chiếc thuyền đuổi bắt, hai bên bắn nhau ác liệt. Thì thuyền Tây Ban Nha chạy thoát, nhưng bằng một giá quá đắt và nhiều người tử thương. Trong số này có viên Hoa Tiêu và đại úy Don Juan và cha Maldonado cũng bị tử thương. Chuyến đi thứ ba, 1673. Những thất bại của hai chuyến trước chưa làm nản lòng các bề trên tỉnh dòng Rất Thánh Mân Cô. Các ngài vẫn chờ đợi một cơ hội khác để mở rộng trường hoạt động tông đồ trên đại lục châu Á. Năm 1603, cơ hội thuận lợi đã đến, và đây là chuyến đi của ba cha Inigo de Santa Maria, Jeronimo de Belen và Alonso Conde. Thì ấu chúa Bông Tia An ở bên Campos chịu ảnh hưởng của bà kế mẫu ác cảm với người Tây Ban Nha, đã không chấp nhận linh mục Maldonado, nay đã thiệt mạng trong một cuộc cách mạng. Quân cách mạng trao quyền cho Fray Sorriebe, cậu của ấu chúa đã bị giết. Tân vương còn nhớ tình hữu nghị của người Tây Ban Nha đối với tiên triều, nên đã cử một phái đoàn sang Phi Lục Tân xin quan toàn quyền sai người sang giúp đỡ và giảng đạo. Thì năm 1603, ba thừa sai dòng Đại Minh nói trên cùng với một toán lính đáp tàu đi Trăng Lạp. Khi tới kinh thành mới là Lovaen, các cha được nhà vua đón tiếp rất nồng hậu để đáp lại bao hy sinh của chính quyền Tây Ban Nha và dòng Đại Minh đối với Trăng Lạp. Thì nhận thấy các cha sống nhịn nhặt thanh liêm, nhà vua vui lòng ban phép cho các cha xây cất một nguyện đường làm nơi phượng tự và giảng đạo. Công cuộc truyền giáo chỉ được một thời gian ngắn vì chính biến tại xảy ra bắt buộc vua Fray Sorriebe phải thay đổi chính sách, báo hiệu một cuộc cấm đạo sẽ xảy ra. Để ngăn ngừa một cuộc bách hại, hai cha đồng ý cử cha Inigo de Santa Maria trở về Manila, xin chính quyền Tây Ban Nha phái thêm binh sĩ và tỉnh dòng gửi thêm cán bộ truyền giáo. Nhưng không may, vì cha Inigo đã qua đời trên đường đi về Manila. Ít lâu sau, cha Alonso Conla cũng từ trần luôn. Còn một mình cha Jeronimo de Belen buồn rầu và phải trở về Phi Lục Tân. Chúng ta thấy nó quá khó khăn cho công việc truyền giáo ở tại Campuchia, rồi cuối cùng phải nhờ tới chuyến đi thứ tư, 1628. Một thương gia người Trung Hoa từ Trăng Lạp đến Manila đưa tin rằng dân biên lúc này rất mộ mến các cha Đa Minh. Nhà vua mong ước được các ngài trở lại giúp đỡ và giảng đạo. Nghe tin này, các bề trên mặc dầu vẫn chờ cơ hội sai người để truyền giáo, cũng phải dè dặt vì những thất bại của ba chuyến đi trước. Sau thời gian ngắn để suy nghĩ, một mật sứ được sai đi thăm dò lòng dân và tôn ý nhà vua. Trong khi đó, bức thư của một quan đại thần Trăng Lạp gửi đến các cha Đa Minh ở Luzon, Phi Lục Tân. Đủ minh chứng tin đồn của người thương gia nói trên, không sai sự thật. Cho nên 1628, toàn quyền Phi Lục Tân Don Juan Niño de Tabora xin cha bề trên tỉnh dòng vui lòng sai mấy linh mục sang Trăng Lạp. Với tư cách tuyên úy cho một nhóm, một toán binh sĩ và thợ chuyên môn, được phái đi tìm vật liệu đóng một thương thuyền. Các bề trên coi đây là một cơ may đi truyền giáo, nên một lần nữa cử năm cha đi. Trong số này có cha Juan Bautista de Morales, một nhà truyền giáo nổi tiếng của tỉnh dọc. Sau nhiều ngày gian nan trên đại dương, tất cả mọi người đều tới sông Cửu Long, nơi mà 32 năm trước một tướng lính Tây Ban Nha đã đến khai thông. Chỉ mấy ngày sau, các cha sẽ được dân thánh lễ trong một nguyện đường mới được dựng lên kính dân Thiên Chúa giữa một xứ đầy chùa chiền. Dân miên
Mặc dầu là một dân tộc hiền lành dễ dãi nhưng rất ít người muốn theo đạo. Họ đến dự lễ nghi công giáo rất đông nhưng họ đến vì hiếu kỳ thôi. Trong khi các cha cố gắng cho công cuộc truyền giáo thì việc đóng tàu của chính quyền Tây Ban Nha vẫn cứ tiến hành. Nhưng rồi bọn thợ lại chia rẽ nhau từng nhóm muốn đánh nhau, khiến cha de Morales phải đích thân đưa họ trở về Manila. Đến sau khi nghe biết Cesta thứ hai, con của Sergio Riebe, tức vị kế nghiệp cha, đã hạ lệnh cấm dân biên theo đạo. Cha giám tỉnh liền gọi các cha về Phi Luật Tân lại. Suốt 2 năm rưỡi truyền giáo cho chuyến đi lần thứ tư, các cha chỉ đối tội được một em bé gái, con của một người Nhật kiều Công giáo thôi. Như vậy, chuyến đi sau hết này cũng không đạt được ý nguyện. Và trong thế kỷ thứ 16, công cuộc truyền giáo của các thừa sai Đa Minh và Francisco ở vùng Đông Nam Á phải chăng đã thất bại. Không nhất thiết là vì ác cảm và sự đố kỵ của quần chúng trong những nước này mà người dân thường dễ dàng đón tiếp người nước ngoài, đặc biệt là ở Việt Nam. Những nhà cầm quyền vì lợi ích thương mại, quân sự và chính trị thường ưu đãi các nhà truyền giáo. Nhiều vị như cha Sylvester de Azevedo được trọng dụng và có nhiều ảnh hưởng. Nếu gọi là thất bại thì một trong những lý do là nhân sự không ở bền lâu. Tất cả hình như không chuẩn bị để lưu lại lâu dài được. Nếu không có sự tranh ngôi vì giữa các vua chúa anh em với nhau, thì lại gặp những cuộc đụng độ về ảnh hưởng giữa người Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Các nhà truyền giáo đã khắc phục được những khó khăn tâm lý trong việc rao giảng tin mừng cho những người dân trong những nước Phật giáo và thần giáo, nhưng lại không có đủ thời giờ để học tiếng nói địa phương, phong tục và đi sát với quần chúng. Có lẽ các ngài đã quá tin tưởng vào sự tiếp xúc với vua chúa và sự can thiệp ngoại giao và quân sự. Dầu sao đi nữa, các nhà truyền giáo thế kỷ thứ 16 đã làm một công việc là mở đường. Đó là mục đích mà các ngài đã đạt được để cho những bước sau này. Và ta thấy những bước tiến kế tiếp là các cha dòng tên. Trước đây là Francisco và dòng Đa Minh. Thì các cha dòng tên đã truyền giáo tại miền Nam, Việt Nam, ở Nam Hà 1615. Tới 1639, trong 24 năm, ở cái vùng miền Nam, thì chúng ta hết là nói tới cha Francisco Bujomi, tông đồ xứ Nam. Năm 1541, Thánh Francisco Xavier đã mở đầu những trang sử truyền giáo của dòng tên ở châu Á khi ngài bước xuống tàu từ Lisbon của Bồ Đào Nha đi sang Goa, cái vùng của Ấn Độ, thì dòng tên Chúa Giêsu đã làm lo cái công việc truyền giáo này cùng với Đa Minh, dòng Đa Minh và dòng Francisco. Thì sau 7 năm loan báo tin mừng Ấn Độ Lan ở Mã Lai, Thánh Francisco đã cùng hai cha đồng dòng và một Nhật kiều tân tòng đã tên là Paulo Hashiro đi Nhật Bản, như chúng ta đã nói phần trước. Thì 15 tháng 8 năm 1549, đoàn truyền giáo đã cập bến Kagoshima, thủ phủ Satsuma, quê hương của ông Hashiro. Thánh Francisco đã học tiếng Nhật và dịch kinh Tiên Kính và rao giảng phúc âm. Người Nhật vào đạo đông như các nơi khác. Tháng 11 năm 1551, thì thánh nhân được mời về Goa trở lại, nhận chức bề trên tỉnh dòng mới được thành lập. Giữa năm 1552, thánh nhân đi Malacca, rồi sang Trung Quốc với ý định mang ánh sáng phúc âm và lục địa Trung Hoa. Nhưng thánh nhân đã qua đời trên đảo Thượng Xuyên, Trang, Tịch Chuan, trong hải phận của Quảng Đông, ngày 3 tháng 12 năm 1552, khi ngài mới có 46 tuổi thôi. Sau thánh Francisco, các giáo sĩ dòng tên tức là Michel Ruggieri, Matteo Ricci, Roberto di Nobili, Diego Carvalho, Alessandro đã nối tiếp công việc truyền giáo Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản và Việt Nam. Các cha sống hòa mình trong mọi trường hợp. Các ngài cố gắng hết sức có thể về y phục, lương thực, ngôn ngữ, lễ nghi, văn hóa, phong tục. Cha Ricci học triết lý Khổng Tử và khoa học Trung Quốc. Cha bàn việc chế tạo đồng hồ, nhạc cụ, thiên văn, địa lý, triết học với các quan và các giới trí thức. Thì tinh thần Kitô giáo đã lọt vào quần chúng qua các bài thuyết
trình, diễn văn và sách vở của các cha. Cha chủ trương kính trọng và bảo trì văn minh văn hóa Trung Quốc, lòng hiếu thảo cha mẹ, lễ bái, suy tôn Đức Khổng Tử. Nhiều người trong giới trí thức, quan lại, bác học, hoàng tộc, cũng như thường dân từ thôn quê đến thành thị, cả giới ở Bắc Kinh cũng xin theo đạo. Khi cha qua đời năm 1610, nhiều giáo điểm lúc đó đã được thành lập nhờ cha dòng tên đến Trung Hoa và đã có một ảnh hưởng ở đó. Sau thế kỷ thứ 16-17, thế kỷ 17 thì có cha Ada Sanchez, cũng dòng tên truyền giáo ở Bắc Kinh, 1644-1654. Năm 1645 thì cha được đặt làm giám đốc các vấn đề thuộc văn hóa Trung Quốc. 8 năm sau, 1653, cha được nhà vua tặng danh hiệu là tiến sĩ uyên bác. Ảnh hưởng của các cửa sai dòng tên đã làm khoa học thiên văn Tây Phương qua mặt khoa học thiên văn Ấn Độ. Khiến năm 1654, Hoàng đế Trung Quốc quyết định sử dụng khoa thiên văn của Tây Phương. Lịch Trung Quốc cũng được các cha dòng tên sửa lại từ năm 1679. Và năm 1687, nhiều cha dòng tên như Yin Tọt Xét Tà, Ru Ghe Mông, Kublet đã phổ biến bản dịch La Văn, ba cuốn sách đầu của Khổng Tử. Những tác phẩm này đã làm cho châu Âu biết đến đạo lý Khổng Tử và tôn giáo cổ xưa của người Trung Quốc, mà người ta trước đây chỉ biết một cách đại khái thôi. Nó còn ảnh hưởng đến triết học của nhóm Bách Khoa ở Pháp, các cha Bouvet, Jabus, Maizer, Cardoso là những nhà địa lý học ở Trung Quốc trong những năm 1708 cho tới 1717. Các cha đã được hoàng đế kính nể khi các ngài xác định kinh tuyến cho 641 thành phố Trung Quốc, Mãn Châu và Mông Cổ. Trong khi đó, ở Ấn Độ, cha Đi Nobili mất năm 1657 cũng áp dụng phương pháp thích nghi ở Trung Quốc, đã tự ý làm người Bà La Môn với người Bà La Môn. Hành động của các nhà truyền giáo dòng tên thật là độc đáo, là hội nhập ở văn hóa người ta, đã thu hồi phục được đông đảo dân chúng Ấn Độ, Trung Hoa và Nhật Bản. Những việc làm của các giáo sĩ này còn có sự trao đổi văn hóa giữa châu Âu và châu Á. Nhờ đấy, người châu Âu đã mở rộng tầm hiểu biết đến những cái vùng đất xa xôi, những nền văn hóa xa lạ. Năm 1568 thì đức cha Melchior Canero dòng tên Bồ Đào Nha được cử đến Macao, chuẩn bị cho việc đức thánh cha Gregorio thứ 13 thiết lập giáo phận Trung Hoa vào năm 1576, gồm cả Nhật Bản và đàng ngoài Việt Nam. Thì tòa giám mục đã được đặt tại Macao. Cũng tại Macao, năm 1594, cha Valignani giám sát dòng tên ở Nhật Bản và Trung Hoa cho mở trường Sao Paulo, tức hiệu là Madre de Deus, là Mẹ Thiên Chúa, có tập viện và học viện đón ơn gọi vào dòng và đào tạo những cán bộ truyền giáo. Năm 1612 thì tỉnh dòng Nhật Bản được thành lập, gồm các sứ truyền giáo ở Nhật Bản, Trung Quốc và đàng ngoài. Đàng trong Việt Nam đặt trụ sở ở Macao. Số giáo dân khi ấy ở Nhật Bản khoảng 800.000 người, một con số rất là lớn. Và các cha dòng tên nhìn về tương lai thấy cần phải có một hàng giáo sĩ bản quốc cho một dân tộc kiêu hùng và tự tôn này. Dân tộc đó chỉ muốn được dạy bảo bởi chính người Nhật của họ. Từ năm 1575, cha Capran từ Nhật viết thư về Roma nói là cần thiết phải lập chủng viện cho người Nhật. 5 năm sau, 1580, hai chủng viện được mở ra tại Arima và Meako, một tập viện ở Bugo. Năm 1588 thì có 44 chủng sinh Nhật ở hai chủng viện rồi. Năm 1613 thì phong trào bài ngoại ở Nhật Bản nổi lên, thì được một thời gian mà số người trở lại đạo rất là đông như vậy, và đã có trường đào tạo linh mục tu sĩ rồi. Vậy mà sau 1613 cuộc bách hại đạo nó xảy ra, thì ngày 14 tháng 2 năm 1614, Nhật Hoàng Đê Phu Sa Na, tức tướng quân Tokugawa, đã hạ chỉ dụ cấm đạo, trục xuất hết các nhà truyền giáo ra khỏi nước, nhưng 47 thừa sai đã lén lút ở lại, và 5 linh mục triều
người Nhật, 7 linh mục Đa Minh, 7 linh mục Francisco, 1 linh mục Agustino và 27 linh mục dòng tên. Bị trục xuất, các giáo sĩ dòng tên tập trung ở Macao chờ ngày có thể trở lại, lén lút trở lại sứ truyền giáo. Không muốn mất thời giờ, bề trên tỉnh dòng đã sai hai cha Francesco Buzomi, người Ý, Diego Canvano, người Bồ, và hai thầy trợ sĩ Jose Paulo, người Nhật, sang xứ Nam Việt của miền Nam, của Việt Nam bây giờ. Chuyến tàu đã chở 4 nhà truyền giáo tới Hải Phố, tức là ở Hội An, ngày 18 tháng Giêng 1615, tức là gần Tết Nguyên Đán của Việt Nam. Sau 12 ngày vượt đại dương, xứ Nam cũng gọi là Nam Hà, Nam Hà hay là Đàng Trong thuộc chú Nguyễn. Ban đầu còn ở thế yếu, Nguyễn Hoàng chưa ra mặt chống họ Trịnh ở xứ Bắc, nhưng bên trong đã tìm cách củng cố cái quyền lực và binh lực của mình, luyện tập quân sĩ, phòng bị lương thảo, khí giới để có thể đương đầu với họ Trịnh. Ngày 21 tháng 5 1613, Nguyễn Hoàng mất đã trao quyền cho con thứ sáu là Nguyễn Phúc Nguyên, tức là Sải Vương, từ 1613 đến 1635. Cho nên chú Nguyễn được nhiều tướng tài giỏi giúp, công cuộc binh đao, xây đồn đắp lũy, phòng thủ tiến mau lẹ. Chúa cũng tìm cách giao thương với người Bồ Đào Nha để mua súng ống đạn dược. Người Bồ còn giúp nhà vua lập xưởng đúc súng ở Phú Xuân, nơi gọi là phường đúc hay là thợ đúc ngày nay. Và đó là thời điểm mà cha Francesco Buzomi, người thành Napoli ở Ý, đã đến truyền giáo cho xứ miền Nam. Vì mãi lo củng cố binh lực, Sải Vương không để ý đến vấn đề tôn giáo nên các cha được tự do truyền đạo. Lại còn được nhà vua kính nể, bởi vì đối với chú Nguyễn, sự có mặt của cái nhà truyền giáo ở trong nước là bảo đảm sự trở lại của những tàu buôn người Bồ Đào Nha. Và nếu cần, nhà chúa rất có thể nhờ các ngài làm trung gian điều định. Sự nhún nhường trước thế lực chính quyền là cần thiết, nhưng tôn giáo vẫn bị liên lụy vào cái thế lực đó. Sau đây, chúng ta sẽ thấy nhiều cuộc bắt hại ở thời kỳ đầu này, lên xuống phần lớn theo nhịp giao thương giữa chú Nguyễn và người Bồ Đào Nha, hoặc những cuộc thắng bại trên chiến trường. Tình trạng chia đôi đất nước còn tạo nhiều khó khăn cho các thừa sai, nhất là việc liên lạc hoặc chuyên chuyển nhân sự từ vùng này qua vùng khác, và giữa miền Đàng Trong và Đàng Ngoài vẫn có nghi kỵ lẫn nhau, cho nên các linh mục ở phía Bắc thì không thể vào phía Nam và các linh mục phía Nam cũng không ra phía Bắc được. Cha Cạc Van Lô và hai thầy trợ sĩ ở lại Hải Phố ở Hội An phụ trách Nhật Kiều Công giáo, và đã vì đức tin họ đã bị bắt bớ ở bên Nhật, thì họ có ra đây buôn bán làm ăn và sống ở tại vùng đất này. Cha là nhà truyền giáo cho dân Nhật, thông thạo tiếng nói và phong tục Nhật Bản. Tuy bị trục xuất nhưng cha vẫn mơ ước có ngày trở lại Nhật Bản. Sau hơn một năm sống bên giáo dân người Nhật, bề trên đã gọi cha về Macao để tìm đường lén lút vào đất Nhật. Ngày 24 tháng 2, 1624, cha được phúc tử đạo. Lúc tới Hải Phố, công việc đầu tiên của cha Buzomi là cắt tạng một nhà nguyện cho giáo dân Nhật Kiều và cho người Bồ Đào Nha trong thời gian đến buôn bán, đồng thời cũng là trụ sở đầu tiên làm căn cứ truyền giáo cho những vùng chung quanh. Thì lễ phục sinh năm 1615, cha sung sướng được dâng thánh lễ đầu tiên tại quê hương thứ hai của cha trong nhà nguyện mới, và đón nhận 10 tân tòng. Trong số những bông lúa đầu mùa này có cậu Agustino, cậu đã trở lại giúp việc các cha, là người đầu tiên trong việc tổ chức hội thầy giảng ở phía Nam. Thì ban đầu các cha giảng đạo phải qua thông ngôn. Thông ngôn người Việt, người Tàu, người Nhật là những người trung gian thương mại. Họ chỉ cần biết một số tiếng Bồ Đào Nha để giao dịch, chứ đâu hiểu được những cái từ ngữ về tôn giáo mà các cha cần phải truyền đạt. Chính vì vậy, đã xảy ra hiểu lầm trong việc nhập đạo. Do sự sai lầm của người thông ngôn mà cha Buzomi đã khám phá ra. Và từ đó, các cha đã học tiếng Việt để giảng đạo bằng tiếng Việt luôn. Tháng 7 năm 1615, cha Buzomi vào Quảng Nam mở đầu công cuộc truyền giáo. Cha được quan trấn tiếp đại tử tế lo liệu cho có nhà cửa đàng hoàng. Và ông tổng trấn này có bà chị tên là Francisca, đã được các cha dòng Phanh Cô làm phép rửa
khoảng 30 năm về trước. Con gái bà cũng theo đạo do một cha dòng Augustino đặt tên thánh là Joanna. Nghe biết công việc thì giáo ở xứ Nam thâu đạt được kết quả có nhiều hứa hẹn, thì từ năm 1616, cha André Fernandez người Bồ đã được phái thay thế cha Carvalho. Năm 1617, Macao sai thêm 3 nhà truyền giáo người Bồ, hai cha Francisco de Pina, Francisco Barreto và thầy trợ sĩ Diaz sang tiếp tay cha Bujumi. Nhưng cha Barreto chỉ ở Việt Nam được có mấy tháng, vì sau đó đã cùng với cha Fernandez sang bên Cao Miên. Cha de Pina cùng với hai thầy người Nhật ở lại Hải Phố, còn thầy Diaz và thầy giảng Augustino theo cha Bujumi vào vùng đất Quy Nhơn, theo lời mời của quan phủ. Thì những thử thách đầu tiên đến với các nhà truyền giáo mùa thu năm 1617 là lúc trời hạn hán, các thầy sải tổ chức cầu đạo mà trời vẫn không có mưa. Rồi sẵn ghét các cha họ, phao tin đồn là trời hạn hán vì các thần nổi giận, thấy dân chúng theo đạo mới và bỏ chùa chiền. Muốn các thần nguôi giận chỉ còn cách là đuổi các đạo sư Tây Phương ra khỏi nước, nên chỗ nào cũng gặp những cái khó khăn, người thù ghét và không có hiểu về đạo của Chúa, nên hay đổ tội cách này cách khác. Dân chúng tin theo một cách mù quáng và yêu cầu sải vương trục xuất các cha. Chúa Nguyễn thấy khó xử cho nên mời các cha đến nói mình vẫn quý mến các cha và mong muốn các cha ở lại xứ Nam, nhưng để làm dịu quần chúng đang bị các thầy sải xúi dục, yêu cầu các cha tự ý đi khỏi xứ một thời gian, sau đó sẽ trở lại. Theo ý sải vương thì các cha gạt nước mắt ra đi, để lại một giáo đoàn còn non yếu trên một chiếc thuyền ra khơi về Macao, bị ngược gió các cha phải trở lại sống lén lút trong khu rừng hoang ven biển. Không chịu được cảnh vùng lầy nước động, cha Bujumi đã lâm bệnh, màng phổi bị sưng, giáo dân muốn đưa cha về làng để chữa chạy, nhưng người ngại là có nhiều người ngoại đạo họ đe giết và ảnh hưởng tới giáo dân. Thì trong rừng hoang nước độc, bệnh tình cha Bujumi mỗi ngày thêm nặng. Cha chỉ còn biết trông cậy vào Chúa, và Chúa đã dùng quan phủ Quy Nhơn để cứu cha. Thì quan phủ có việc ở trên vương phủ nghe tin các cha phải trốn tránh khổ sở, ông liền sai gia nhân đem 10 nén bạc giúp các cha và hứa khi trở về sẽ ghé thuyền đón các cha vào Quy Nhơn. Thì cha Bujumi cùng thầy Diaz và thầy Augustino được dẫn đến nước mặn là cái vùng đất của địa phận Quy Nhơn, thì nước mặn là thủ phủ hành chánh của phủ Quy Nhơn lúc bấy giờ, là một thị trấn dài 5 dặm, rộng 2 dặm, 2 dặm rưỡi, người Quốc gọi là Bulo Cami, tên Mã Lai gốc Chàm là Bulo Cami, nằm ở phía bắc thị xã Quy Nhơn ngày nay. Gần đấy có một thị trấn gọi là Nước Ngọt, bấy giờ nước mặn là thương cảng quan trọng đứng hàng thứ ba sau hải phố và cửa hàng. Dinh thự quan phủ có cả 100 ngôi nhà trên một cánh đồng bên mông, cách xa thị trấn khoảng 3 dặm. Chính nơi đây, năm 1618, quan phủ đã giúp các cha xây cất một nhà thờ, là nhà thờ đầu tiên và một nhà sứ dành cho các cha bị đuổi khỏi Quảng Nam. Cho nên năm 2018 là địa phận Quy Nhơn kỷ niệm 400 năm truyền giáo ở tại giáo phận từ năm 1618. Và cha bề trên tỉnh dòng ở Macao biết tin các thừa sai bị trục xuất, cha Bujumi lâm bệnh nặng trong cảnh đầy ải, và nhân có chuyến tàu buông đầu năm 1618, cha bề trên sai hai cha khác đến thay thế và gọi cha Bujumi về Macao để trị bệnh. Hai cha được sai đến là cha Pedro Marquez người Bồ Mà Lai Nhật sẽ truyền giáo trong khu cư trú của Nhật Kiều, và cha Cristoforo Bori, người Ý, phải trá hình làm đầy tớ trên tàu, đến phụ trách việc giảng đạo cho dân Việt. Theo lệnh bề trên tỉnh dòng, cha Bujumi lên hải phố lấy tàu về Macao, nhưng Chúa còn muốn cha ở lại tiếp tục truyền giáo. Trước khi tàu nhổ neo, cha được khỏi hết các bệnh, cha lại trở lại nước mặn ở Quy Nhơn, đem theo hai cha de Pina và Pori. Đến Quy Nhơn, các cha được quan phủ tiếp rước nồng hậu. Tháng 7 năm 1618,
Quan phủ làm cho các cha một ngôi nhà gỗ rộng rãi ở nước Mặn. Ông dùng voi đưa các cha đến khu nhà mới. Các cha được yên ổn tự do hoạt động truyền giáo. Và thỉnh thoảng ông lại sai gia nhân đầy tớ đem lúa gạo thực phẩm cho các cha. Không để các cha phải thiếu thốn một thứ gì. Đôi khi ông còn đích thân đến thăm hỏi và bàn chuyện tôn giáo với các cha. Một hôm ông sai hơn 1.000 tráng đinh khiêng cột kèo đã làm sẵn để dựng cho các cha một ngôi thánh đường. Mà chỉ trong một ngày thánh đường đã hoàn thành trước sự bỡ ngỡ của các cha. Sau hơn một năm, quan phủ lâm bệnh từ trần, trước khi chết ông đã được các cha rửa tội cho. Các cha rất lo ngại các thầy xã nhân cơ hội này lại phao tin đồn là quan phủ bị trọng đại các Tây Dương đạo trưởng nên bị thần Phật giết chết, giống như lời vu cáo dịp hạn hán trước đây. Nhưng thái độ của ông Đề, người con cả của quan phủ, đã làm cho các cha khỏi phải lo ngại. Ông xử đại các cha rất là tử tế khi các cha đến chia buồn và kính viếng tang gia. Lúc trở về, ông cho voi đưa các cha về tận nhà. Các thầy sải thấy thế, đành phải chịu thua và không có dám phao tin đồn nhảm nữa. Và chúng ta biết tại đại nước Mặn có một đại hội phân phối cái sứ vụ tông đồ nhiều nhân vật quan trọng và được đào tạo từ lúc đó. Thì chúng ta tính từ năm 1618, các gia truyền giáo đã họp đại hội tại nước Mặn để hoạch định chương trình và phương pháp truyền đạo cùng phân phối sứ vụ tông đồ. Tham dự đại hội có các cha Bujumi, De Bina, Pori, Marques và ba thầy trợ sĩ Dias, Jose và Paulo. Cha Bujumi và thầy Dias hoạt động ở nước Mặn. Cha De Bina, cha Marques và hai thầy Jose Paulo từ Hải Phố, tức là từ Hội An, Quảng Nam vô. Cha Pori từ Turon, tức là Turen, tức cửa hàng, nơi cha làm quý cho người Bồ Đào Nha, học tiếng Việt, giảng đạo bằng thông ngôn, săn sóc giáo dân rửa tội tăng tòng. Sau đại hội, cha Marques trở về Hải Phố với hai thầy người Nhật, còn ba cha Bujumi, De Bina, Pori cùng thầy Dias và thầy giảng Agustino đi Quy Nhơn đặt trụ sở tại nước Mặn. Và ở Hải Phố, số người Nhật đến buôn bán mỗi ngày thêm đông, nhiều khi tới cả hơn 1.000 người. Cha Pedro Marques không khỏi đau lòng khi thấy những chiên cũ từ xa đến mang theo vết thương tinh thần của cuộc bách hại. Nhiều người đã hèn yếu chối đạo, một số đã rơi vào tinh thần bạc nhược. Bao nhiêu tệ làm trong khuôn buôn bán cần phải sửa lại. Năm 1619, cha rửa tội thêm 40 người và dựng một nhà nguyện riêng cho Nhật Kiều. Năm 1619, Macao sai một phái đoàn sứ giả đến xứ Nam để thắt chặt thêm tình giao hảo, yêu cầu chủ nghĩa bảo vệ tự do truyền giáo. Sứ đoàn được sải vương nghênh tiếp niềm nở, ban cho các lừa sai một tờ chiếu đóng dấu son đỏ do chính tay chú Nguyễn phê, để các ngài được tự do đi lại làm nhiệm vụ trong khắp xứ miền Nam. Ai gây cản trở sẽ bị nghiêm phạt. Nhờ đó mà trong 5-6 năm liền, các cha được tự do truyền đạo, không bị ai làm phiền hà cản trở nữa. Ngay khi tới Quy Nhơn, thì cha Bujumi đã chú trọng đến bậc nho gia trí thức và giới cầm quyền. Ở Việt Nam cũng như ở Trung Quốc, bậc trí thức thường cũng là giới cầm quyền, có ảnh hưởng rất lớn trong quần chúng. Thường cũng là những người đã ủng hộ hoặc là họ là những người chống đối. Thu hút được cái giới này thì quần chúng không có khó khăn để theo đạo. Đã thông thạo tiếng nói, phong tục lại được một số người có học thức cộng tác, thì các cha nghĩ đến việc phát hành một cuốn sách kinh bổn bằng chữ Nôm, gồm tất cả các mầu nhiệm và giới răn đạo Công giáo. Nhiều cuộc tranh luận giảng thuyết về tôn giáo với các bậc quan lại, nho gia, thầy sư, thầy sải được tổ chức ở tư gia và chốn quan quyền. Trong khi đó các cha không đi xa quần chúng. Nếu với giới nho gia trí thức, những cố gắng lúc đầu không đạt kết quả vì tính chất bảo thủ và dè dặt của họ, thì với quần chúng vùng quê, đời sống thanh bạc đơn giản, những tâm hồn đã được dọn sẵn để đón nhận tin mừng phúc âm. Các cha đã thu hoạch được rất nhiều kết quả ngay từ lúc ban đầu. Một số học đạo được thiết lập, một số họ đạo đã thành lập bởi vì
có số người được rửa tội, ban đầu với con số 56 gia đình, rồi cứ tăng lên dần. Đến lúc sứ vụ tông đồ các cha bên giới trí thức đạt kết quả, thì mở đầu cho lớp trí thức ở Quy Nhơn là một đại thần, sứ giả Triều Nguyễn đã sang bên Cao Niên. Và năm 1618, Sải Vương Nguyễn Quốc Nguyên đã gả công chúa Ngọc Vàng cho vua Cao Miên Chechetra thứ hai, và thắt chặt cái mối ban giao giữa người Việt với người Miên để giúp Cao Miên thoát ảnh hưởng của Simla. Sải Vương đã chọn một vị đại thần sinh quán tại nước Mặn làm sứ giả vào việc hôn nhân này. Và phu nhân của ông đại sứ là con gái quan phụ ở Quy Nhơn. Nhiều lần bà đã được nghe các cha dòng trình bày đạo mới và có ý muốn theo đạo. Thấy mình sắp lên đường đi sứ với chồng, bà quyết định xin chịu phép rửa tội và nói đường đi trên biển cả thường gặp nguy hiểm chết người, có thể một trận bão nổi lên làm tôi chết, như vậy là tôi mất hết tất cả. Trong thời gian ông đại sứ ở trên vương phủ để lĩnh ý và lễ vật trước khi lên đường, bà được cha Bunyomi rửa tội trong nhà thờ nước Mặn, mang tên thánh là Ursula, cùng với 25 gia nhân. Trong số này có nhiều cô tùy thiếp của ông đại sứ. Trước khi chịu phép rửa, các cô này đã tuyên bố dứt tình hôn thê với ông đại sứ. Khi ông đại sứ ở kinh trở về, thấy các bà, các cô ra khác, tối đến cầm tràng hạt cầu kinh trước bàn thờ Kitô giáo trong nhà. Ông nói các bà theo Kitô giáo cả rồi sao? Tôi nghe các cha nói người có đạo không được phép có nhiều vợ. Vậy thì một là các bà đi ở nhà khác, hay là tôi phải bỏ nhà này. Bà vợ chính của ông bình tĩnh trả lời, ông không phải đi khỏi đây, mà chúng tôi cũng không bỏ nhà này, bởi vì chúng tôi sẽ có biện pháp. Đêm hôm ấy, bà dẫn dụ ông vào đạo và giải thích luật một vợ một chồng cho ông nghe. Sáng hôm sau, ông đại sứ đến gõ cửa nhà cha Bujomi xin theo đạo. Tuy việc sửa soạn lên đường đi sứ rất là bận rộn, nhưng mà trong 20 đêm liền, ông đã đến học đạo với các cha. Một đêm, ông sực nhớ đến luật vợ chồng của đạo Công giáo. Ông vùng dậy, đến hỏi các cha có thể xin Đức Giáo Hoàng chủng trước cho ông được không? Các cha trả lời không thể được. Nghe rồi, ông tức tốc chạy về nhà bảo bà vợ chính nội đêm nay, không một cô vợ bé nào còn được ở trong nhà. Đúng như một màn kịch lương tâm, bà vợ thương các cô như con, nên không nỡ đuổi ai đi một cách tàn nhẫn như vậy, và nhất định giữ các cô trong nhà. Ông đại sứ trở lại các cha, than phiền vì việc làm của vợ ông đặt ông vào tình trạng rất là nguy hiểm, và như vậy ông sẽ không được chịu phép rửa tội. Được cha an ủi và hướng dẫn, cuối cùng ông đề nghị một giải pháp mà mọi người đều chấp nhận, là các cô phải công khai tuyên bố không còn là vợ bé của ông nữa, nhưng chỉ là những đầy tớ của bà vợ duy nhất của ông, là bà Ursula. Bà Ursula phải lo liệu cho mỗi cô một tấm chồng. Trong thời gian ấy, cô nào còn muốn ở lại nhà ông, ban đêm phải ngủ chung trong nhà nguyện trước bàn thờ Chúa Cứu Thế. Ông đại sứ đã được cha Bujomi dẫn đến giếng rửa tội, nhận tên thánh là Ignacio, cùng với 20 tùy viên và gia nhân. Với đức tin vững mạnh vừa lãnh nhận đến một xứ mà đạo Công giáo còn bị chỉ trích nghi kỵ, ông Ignacio đã không ngại xưng mình là người Công giáo. Thuyền sứ giả lên đường. Ở mũi thuyền ông cho đặt một ảnh Chúa Cứu Thế, và ở trên đỉnh cột buồm một thánh giá. Ở lưng chừng là hình thánh danh Chúa Giêsu, để phá đổ những mê tín dị đoan. Về ngày tốt ngày xấu, ông đã khởi hành trong một ngày theo niên lịch dân chúng cho là ngày kỵ. Ông đã tới Cao Miên vẫn bằng yên. Sứ giả vào triều vua Miên đem thánh giá trước ngực. Lần này không phải là lần đầu tiên ông đi sứ sang biên. Vì thế mà nhà vua và triều thần không khỏi bỡ ngỡ. Bị người Hòa Lan tuyên truyền, người ta khuyên ông bỏ đạo, nhưng ông đã bỏ ngoài tai. Công việc sứ giả xong, thì ông được vua Miên tiễn ra tận ngoài khơi. Không may thuyền gặp bão lớn, ông Ignacio đặt tin tưởng vào Chúa quan phòng. Ông điềm tĩnh ngồi trong khoang thuyền lật chuỗi măng tô. Thuyền ông trở về tới Quy Nhơn bằng yên vô sự. Đó. Ông mới rửa tội mà có một cái niềm tin vững mạnh như vậy, và cầu nguyện với mẹ Maria để mẹ cầu bầu cho ông được vững mạnh đức tin. Thì chúng ta sẽ học tiếp về những hoạt động của cha Bujami trong giới sư sãi, những công việc để đào tạo cái hàng giáo sĩ
mà sau này những cái bước kế tiếp cho công việc truyền giáo nó có kết quả. À, đó là những công việc chúng ta thấy cả một giai đoạn rất là dài cho tới bây giờ mới có một cái bước tiến tương đối nó vững chắc, và chắc chắn là ơn Thánh của Chúa, Thánh Thần của Chúa tác động trên những người tổ tiên của chúng ta để họ tin vào Chúa, truyền đạt được cái niềm tin đó, trải qua bao nhiêu là thử thách, bao nhiêu là bách hại mà vẫn tồn tại được là nhờ sức mạnh của Thánh Thần, tình yêu của Chúa tác động trong mỗi người chúng ta. Đàn còn ngân tiếng hóa lên chúng khen.